Trong nội dung video này chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách mà chúng ta viết cái scene code vào trong cái ma trận 4x4 ở trong Word. Thì đây là đầu tiên, các bạn thấy ở đây nó không có cái gì, đây là trạng thái bình thường. Sau khi mà chúng ta kích vào cái ô này thì nó sẽ xuất hiện lên một cái equation tool, tức là một cái công cụ gì đó. Thì các bạn ấn vào cái phần design này. Sau khi ấn phần design thì các bạn ấn vào phần script, ấn vào đây. Và do mình đang cần viết những cái phần phân số có cái nhỏ nhỏ bên dưới nên là mình sẽ chọn cái định dạng này. Khi mình kích vào đây thì nó sẽ xuất hiện lên cái này. Thì ở đây ví dụ mình đang cần điền là code phi n, thì mình sẽ điền cái dấu n ở đây và mình di chuyển lên phía đằng trước cái này. Rồi mình ấn code, nhập chữ bình thường thôi. Còn ở vào cái phần này thì chúng ta sẽ cần điền cái phi này đúng không? Phi này thì chúng ta sẽ vào phần insert này. Sau đó chúng ta ấn vào phần symbol. Thì ở đây chúng ta thấy có dấu phi đây thì chúng ta kích vào luôn. Nếu mà không hiện lên đây thì chúng ta kích vào more option symbol để tự tìm nhá. Đó, thì như vậy là mình sẽ đã điền xong cái code phi đây. Thêm một cái ví dụ nữa, ví dụ ở đây mình cần điền là code vị ở vị trí này cần điền là code phi n nhân với cả code alpha n đúng không? Do là cần có code phi n thì mình sẽ copy cái này, cut c ở đây. Đó, mình cut v ở đây. Code phi n giờ mình cần nhân với code của alpha n thì lại sử dụng như cách vừa nãy, design này, script và chọn vào cái phần này. Sau đó kích vào ô này điền chữ n, và ô này chúng ta cần điền là cái chữ alpha. Alpha thì chúng ta vào phần insert, sau đó kích vào symbol và tìm cái biểu tượng là alpha. Như vậy là đã xong. Thì trên đây là cái cách mà chúng ta điền scene code và chúng ta có thể sửa được cái scene code đó ở trong file Word của chúng ta.